Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, vốn là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, thế nhưng Trung Quốc luôn nhòm ngó quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Vào đầu thế kỷ 20, Trung Quốc đã tổ chức tấn công xâm lược vào những năm 1946, 1956, 1974 và chiếm giữ trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đến ngày nay. Mặc dù Việt Nam đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền của mình đối với Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng Trung Quốc lại làm ngơ, liên tục có những hành động xâm chiếm chủ quyền của ta. Mới đây, các nước đã đồng loạt lên tiếng đưa ra những chứng cứ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, khiến Trung Quốc phải câm nín. Vậy rốt cuộc, các tư liệu nước ngoài đã ghi chép về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa như thế nào? Trung Quốc đã phản ứng như thế nào trước sức ép của dư luận quốc tế? Quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé! Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam gồm nhiều đảo đá san hô nhỏ và rất nhỏ ở giữa Biển Đông. Hai quần đảo này đang là tâm điểm tranh chấp giữa một số nước ven Biển Đông. Đối với việc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, pháp luật quốc tế cho tới nay đã hình thành nguyên tắc xác lập chủ quyền, đó là chiếm hữu thông qua sự thực hiện các hoạt động của nhà nước một cách thật sự, liên tục và với biện pháp hòa bình. Nguyên tắc này đã được các quốc gia và cơ quan tài phán quốc tế áp dụng để giải quyết nhiều vụ tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên thế giới, mà điển hình như vụ đảo Basmas, đảo Petra Branca. Chính phủ Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo từ lâu, ít nhất là từ thế kỷ thứ 17. Thế nhưng, Trung Quốc lại làm ngơ và liên tục có những hành động chiếm chủ quyền. Mới đây, các nước đã đồng loạt lên tiếng đưa ra những chứng cứ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, khiến Trung Quốc đứng ngồi không yên. Vậy rốt cuộc, các tư liệu nước ngoài đã ghi chép gì về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Trung Quốc đã phản ứng như thế nào trước sức ép của dư luận quốc tế? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ được ghi chép trong các tài liệu, thư tịch cổ của Việt Nam, mà còn được các tư liệu nước ngoài khẳng định thông qua các sách, báo, bản đồ, nhật ký, sách chỉ dẫn hàng hải của các nhà hàng hải cũng như các nhà truyền giáo phương Tây. Các tài liệu này đã thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là một dải cát ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam, tương tự như nó được thể hiện trong các tài liệu và bản đồ cổ của Việt Nam trong cùng giai đoạn lịch sử. Cuốn Atlas có tên Atlas Postal de Chine, Trung Hoa Biểu Chính Sư Đồ, Postal Atlas of China, là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ biểu chính do nhà Thanh vạch ra vào năm 1906 và được chính phủ Trung Hoa Dân Quốc kế tục vào các năm sau đó. Nơi nào không thuộc lãnh thổ Trung Quốc thì không thể hiện được trên bản đồ trong Atlas này. Vì thế mà cương giới cực nam của Trung Quốc trong Atlas này luôn chỉ giới hạn cực nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam chưa bao giờ được đưa vào bản đồ của Trung Quốc thời nhà Thanh. Điều này càng chứng tỏ rằng, cho đến khi nhà Thanh phát hành các Atlas vào năm 1908 và sau này chính quyền Trung Hoa Dân Quốc tái bản các Atlas đó vào các năm 1919 và 1933, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vẫn không thuộc về cái gọi là chủ quyền lịch sử phi lý của Trung Quốc. Trên tạp chí Trường Viễn Đông Bắc Cổ của Pháp ở Đông Dương năm 1936 có ghi lại nội dung cuốn nhật ký Batavia của công ty Ấn Độ, Hà Lan ghi chép về sự kiện các tàu biển thuộc công ty Đông Ấn bị nạn tại quần đảo Hoàng Sa, thời đó gọi là Brazil, thuộc xứ Đàng Trong thời chúa sãi Nguyễn Phúc Nguyên 1631-1636 như sau. Ngày 20 tháng 7, các tàu này rời vịnh Đà Nẵng, ngày 21 thì gặp bão ngoài khơi nên lạc nhau. Chiếc tàu Vinhusen tới Đài Loan ngày 2 tháng 8, chiếc Stargen tới ngày 10 cùng tháng. Riêng chiếc Krustubrek bị đắm gần đảo Brastel ở vị tuyến 17 độ Bắc. Thương gia Jean de Stommel cùng 8 thủy đoàn đã bị hy sinh. Trong số hàng hóa trị giá 153.690 florin, thì số hàng hóa chìm cùng tàu là 70.695 florin. Phần còn lại được thủy thủ cứu và cất giấu nơi an toàn tại đảo.
thuyền trưởng Hồ Dích Giàn Sèn và 12 thủy thủ đi bằng thuyền nhỏ vào duyên hải xứ Đảng Trong. Thuyền trưởng Giàn Sèn làm báo trình về việc thuyền Cruzebok bị đắm tại Paracel và sự tịch thu 25.580 reos bởi nhà chức trách xứ Đảng Trong. Hai năm sau, dưới thời Chúa Thượng Nguyễn Phước Lan 1635-1648, ngày 6 tháng 3 năm 1936, hai chiếc tàu Hà Lan khác tới Đà Nẵng. Thương gia Abraham Dusseker tiến về Hội An để gặp quan trấn thủ, sau đó ông ta đi Thuận Hóa yết kiến Chúa Thượng để xin giao thương, đặt thương điếm và đòi số tiền 23.580 real đã bị tịch thu năm kia. Để bù vào sự thiệt thòi đó, Chúa Thượng chấp thuận cho người Hà Lan được tự do giao thương với xứ Đảng Trong và miễn cho họ sắc thuế neo bến và các tặng phẩm. Vì lẽ đó mà từ năm 1636, một thương điếm của người Hà Lan đã được thiết lập tại Hội An, lúc đó gọi là Phaedo du Abraham Dusseker làm trưởng điếm. Nội dung bức thư của Linh Mục Tache gửi cho cha bề trên năm 1701 được in trong cuốn sách Tuyển tập những bức thư kỳ thú về châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Quyển 3, tái bản năm 1843, có bổ sung một số ghi chú về địa lý và lịch sử đã mô tả quần đảo Paracel như sau. Tàu nhổ neo, gió rất thuận và chỉ trong một thời gian ngắn đã đến ngang tây mỏm đá Paracel. Paracel, quần đảo thuộc Vương quốc An Nam, đó là bãi đá ngầm khủng khiếp có đến hàng trăm dặm. Rất nhiều lần đã xảy ra các nạn đắm tàu ở đó. Nó trải dọc theo bờ biển xứ Cochin China, tức là Đảng Trong. Năm 1701, nhật ký hải trình tàu Amphitrite xác nhận một thực tế rằng Paracel là một quần đảo thuộc về Vương quốc An Nam. Đó là một bãi đá ngầm khủng khiếp có đến hàng trăm dặm, rất nhiều lần đã xảy ra các nạn đắm tàu ở đó. Năm 1719-1786, Pierre Fauvry, một giáo sĩ kim thương nhân người Pháp, đã nhiều lần qua lại quần đảo Hoàng Sa và đã từng ghi lại trong tác phẩm mô tả xứ Đảng Trong 1749. Tôi nghe nói, hàng năm, nhà vua, chúa Nguyễn thường cho vài chiếc thuyền ra Hoàng Sa để tìm kiếm những báu vật tự nhiên cho bộ sưu tập của mình. Một cuốn sách khác xuất bản tại London năm 1806 là Johnson Brown, một phái viên của phái bộ Anh tại Trung Quốc kể lại trong cuốn một chuyến đi đến Đảng Trong vào những năm 1792-1793. Về một chuyến đi tới Việt Nam của năm 1793, đã mô tả khá chi tiết các loại thuyền mà người Đảng Trong dùng để đi đến Hoàng Sa thu lượm tổ yến. Jean-Baptiste Chagnon có tên Việt Nam là Nguyễn Văn Thắng. Ông lấy vợ là người Việt Nam, từng là người giúp vua Gia Long chống lại phong trào Tây Sơn. Trước khi rời Việt Nam về Pháp, Chagnon đã được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp, quận công Richelieu viết thư yêu cầu ông này báo cáo tình hình cụ thể về Việt Nam. Ghi chép về xứ Đảng Trong, Notice sur la Cochinchine là bản tường trình về nước Việt Nam đầu thời nhà Nguyễn cho Jean-Baptiste Chagnon viết vào tháng 5 năm 1820 khi ông rời Việt Nam về Pháp sau 25 năm sống bên cạnh vua Gia Long. Ghi chép này được đăng trên tạp chí Những người bạn cũ của Huế, Palatine des Amis de Vosti Huế, xuất bản năm 1923. Mở đầu bản tường trình, Chagnon mô tả về hình thể nước Việt Nam như sau. Đảng Trong với vị chúa đã lên ngôi hoàng đế gồm xứ Đảng Trong, xứ Đông Kinh, tức Đảng Ngoài cũ, vài hòn đảo có người ở nằm không xa bờ và quần đảo Paracel hợp thành bởi những đảo nhỏ, gành và đá hoang vắng không có người ở. Chỉ đến năm 1816, vị hoàng đế bây giờ mới giành quyền sở hữu quần đảo này. Sự kiện vua Gia Long xác nhập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là một nghi lễ cắm cờ trên quần đảo này năm 1816, là một minh chứng cho sự làm chủ Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của triều Nguyễn. Sự kiện này đã được linh mục trên Louis Tabet, vốn là phó linh mục của Đảng Trong và là thông dịch của vua Gia Long, viết trong cuốn ghi chép về dư địa xứ Đảng Trong xuất bản năm 1837 như sau. Quần đảo Paracel hay Paracel là một khu vực chằng chịt những đảo nhỏ, đá ngầm và bãi cát, dường như được kéo dài cho đến 110 vĩ độ Bắc và khoảng 107 độ kinh Bari và khoảng 1070 kinh độ Bari. Mặc dù đây là quần đảo chỉ có độc đá ngầm và không gì khác,
và độ sâu của biển hứa hẹn những điều bất tiện hơn là thuận lợi. Vua Gia Long vẫn nghĩ rằng ông ta đã tăng được quyền thống trị lãnh thổ của mình bằng sự sáp nhập đáng thương đó. Năm 1816, nhà vua đã tới và long trọng cắm lá cờ của mình và đã chính thức chiếm hữu các bãi đá này, với một điều chắc chắn là sẽ chẳng có một ai tranh giành với ông. Cũng viết về sự kiện vua Gia Long chiếm hữu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cuốn Thế giới, lịch sử và mô tả về tất cả các dân tộc, tôn giáo, phong tục, tập quán, Nhật Bản, Đông Dương, v.v. của Dubois de Jansini, xuất bản năm 1850, ghi tại trang 555 như sau. Chúng tôi chỉ muốn nhận xét rằng từ 34 năm nay, 1816 đến 1850, quần đảo Hoàng Sa mà những người An Nam gọi là cát vàng, một chốn mê cung chằng chịt những đảo nhỏ, đá ngầm và bãi cát, thực sự đã làm những người đi biển kinh hãi và chỉ có thể xếp vào một trong những địa điểm hoang vu cằn cỗi nhất địa cầu đã bị những người đàng trong chiếm giữ. Chúng tôi không rõ liệu họ có một căn cứ ở trên quần đảo hay không, chẳng hạn để bảo vệ nghề cá. Nhưng rõ ràng là vua Gia Long đã chủ tâm đính thêm đóa hoa độc nhất vô nhị đó vào vương miện của ông, bởi vì nhà vua đã xét thấy cần thiết phải thân chinh chiếm lấy quần đảo đó. Và chính vì thế, năm 1816, ông đã long trọng kéo lá cờ xứ Đàng Trong trên mảnh đất này. Một tài liệu được lưu trữ trong tu viện Santa Maria ở Monest ở thành phố Torino, miền Bắc nước Ý đã xác nhận quần đảo Hoàng Sa thuộc về An Nam hay Cochinchin. Đó là quyển Địa lý Thế giới của Adriano Babi, nhà nghiên cứu địa lý lừng danh người Ý, phần cuối cuốn sách có đoạn. Thuộc về đế chế này còn có quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Hải Tặc, tức quần đảo Hà Tiên và quần đảo Côn Sơn. Việc nhà Nguyễn thu thuế của các tàu nước ngoài qua lại khu vực đảo Hoàng Sa được tác giả Kuslap, hội viên của Hội Địa lý Hoàng gia London, ghi lại trong tập san của Hội Địa lý ở London năm 1849 như sau. Cát vàng ở cách bờ biển An Nam từ 15 đến 20 hải lý, trải dài trên vùng biển từ 150 đến 170 vĩ độ Bắc, kinh tuyến 111 độ đến 113 độ. Ở đó, vua An Nam đã yêu sách sở hữu các đảo này, kể cả các đảo đá, bãi ngầm nguy hiểm với hàng hải. Chính quyền An Nam hưởng lợi khi lập ra những chương thuyền và một trại quân nhỏ để thu thuế và bảo vệ hoạt động của ngư dân nước mình. Trong cuốn sách Bức tranh về xứ Đàng Trong xuất bản năm 1862, Contambès, Phó Chủ tịch Hội Dân tộc học Pháp và Léon de Ronis, Thư ký Thường trực Hội Dân tộc Pháp đã đưa địa danh Paracel hay Cát Vàng vào trong danh sách nhóm đảo thuộc Việt Nam. Trong phần thứ nhất, Địa lý hình thể, dân tộc học và chính trị của xứ Đàng Trong của cuốn sách viết, xa hơn nhiều bờ biển, đối diện với Huế là quần đảo Paracel hay Cát Vàng có đầy bãi đá ngầm. Cuối cùng là những dải cát đáng ghê sợ. Marcel Lesfield nằm ở phía đông của Paracel. Điểm đáng chú ý là ngay trong một số sách cổ của Trung Quốc cũng viết rằng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam. Chúng ta từng nhắc đến cuốn sách hết sức nổi tiếng Hải ngoại kỳ sự của Thích Đại Sán hồi cuối thế kỷ thứ 17. Vào giữa thế kỷ 19 thì phải nhắc tới một cuốn sách Hải lục do Dương Bính Nam, người ra ứng soạn thời Đạo Quang, viết lời tựa vào năm Nhâm Dần 1842. Cuốn sách Hải lục ghi chép về chuyến đi trên biển của Dương Bính Nam, ghi lại những điều mắt thấy tai nghe của một thủy thủ Trung Quốc tên Tạ Thanh Cao viết Vạn Lý Trường Sa ở về phía Tây. Luồng trong và luồng ngoài ngăn cách nhau bằng những bãi cát. Vạn Lý Trường Sa là bãi cát nổi trong biển dài vài ngàn dặm, làm vật che chắn cho nước An Nam. Các tư liệu của phương Tây và của cả Trung Quốc viết về Hoàng Sa, Trường Sa trong thế kỷ 17, 18, 19 đều phù hợp với các tư liệu cổ của Việt Nam đương thời. Trong đó đều thể hiện rõ ràng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam và được vua chúa và các triều đình phong kiến Việt Nam quản lý khai thác. Quý vị thân mến, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ được ghi chép trong các tài liệu thư tịch cổ của Việt Nam mà còn được các tư liệu nước ngoài khẳng định thông qua các sách báo, bản đồ, nhật ký, sách chỉ dẫn hàng hải của các nhà hàng hải cũng như các nhà truyền giáo phương Tây. Các tài liệu này đã thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là một dải cát ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam, tương tự như nó được thể hiện trong các tài liệu và bản đồ cổ của Việt Nam trong cùng giai đoạn lịch sử.
Và những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.